Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô, chuyên các cái dòng xe vừa giá rẻ nhưng mà trông rất là lằng nhằng khủng khoảng. Hôm nay thì em lại mang đến cho các bác một mẫu xe gầm cao hai cầu khỏe khoắn, chắc chắn mỗi tội là tốn xăng một chút. Vâng, chắc chắn là tốn xăng rồi. Do đã thể thao thì đừng nói chuyện xăng cộ làm gì các bác ạ. Nhưng mà tính ra vậy thôi chứ còn rẻ lắm, rẻ hơn taxi cực kỳ nhiều luôn. Em cứ tính bài toán này thôi. Đây là một chiếc xe mà ăn xăng rơi vào tầm khoảng 14 lít trên 100 cây. 14 lít trên 100 cây thì tính ra là rơi vào tầm khoảng xăng đang 2.200 các bác ạ. Thì tính ra con này sẽ rơi vào tầm khoảng 3.000 đồng trên 1 km. 3.000 đồng thì nếu mà so với taxi nhá, nói thật các bác, bằng 1/5 chiếc taxi luôn. Giá rẻ bất ngờ luôn. Đấy, đi ăn xăng còn ít hơn là taxi. Mà dòng này thì đi 7 chỗ này, gầm cao này, khỏe khoắn này, hai cầu này. Xe bao chất, bao chuẩn chỉ các bác luôn. Sơn si tôn vỏ thì nói chung là cũng đã theo 5 tháng thời gian rồi. Nhưng mà các bác có thể nhìn ngay từ cái form của xe đấy ạ. Một chiếc xe rất là nam tính, mang thương hiệu đến từ Nhật Bản, Mitsubishi Pajero bản V45. Đấy, dòng này thì đi rất là lành bền. 2004, xe cứng luôn nhá, và không có lỗi lầm. Dàn lốp của xe thì tầm 60%. Đấy, dàn lốp la răng này. Và 60% nhá, sắt si tôn vỏ gầm của xe thì vẫn còn rất là đẹp. Thời gian 5 tháng, gần 20 năm nhưng mà xe vẫn rất là bền lành. Và các bác biết rồi, xe Nhật thì 30 năm vẫn chạy tốt, 40 năm vẫn chạy tốt. Cứ bảo làm sao mà dân nhà mình cứ đua nhau đi mua tủ lạnh Nhật này, tivi Nhật này, điều hòa quạt điện Nhật này. Đấy là vì cái lý do đấy ạ. Độ bền, nó khẳng định tên tuổi của những chiếc xe đến từ Nhật Bản. Và đây là một chiếc xe 7 chỗ mà trước đó chỉ dành cho những người có tiền, những ai mà đam mê yêu thích gọi là bộ môn thể thao địa hình. Nhưng mà người ta mua về toàn để đấy các bác ạ, không phải là mang xe ra để mà lôi vào chạy vũng bùn như gì đâu. Nhưng bây giờ các bác chỉ cần bỏ ra một cái số tiền loanh quanh khoảng 200 triệu thôi, các bác đã có ngay được một chiếc xe thích lội bùn thì lội bùn, thích vượt đèo leo dốc thì thích làm cái gì cũng được. Vì thực sự với cái mức giá đấy chỉ rẻ ngang bằng một chiếc Morning thôi, số sàn thôi. Nhưng mà các bác đã có ngay được một chiếc xe 7 chỗ này, leo đèo leo núi thoải mái, địa hình đường trường quá ok, và nội thất của xe thì vẫn còn nguyên nhá. Nó con này nội thất nguyên, khung gầm bệ sắt xi của nó thì vẫn còn rất là đen xì và bóng lộn luôn. Xe bao chuẩn chỉ, không đâm đụng, không ngập nước. Đấy, máy số ngon lành cành đào và rất yêu thích, các bác nào mà lại nhìn cái mê ngay. Đấy, bác nào yêu thì điện thoại cho em nhá, đừng tiếc nuối con xe đẹp. Đấy, con này này, lốp treo này. Đấy, móc tời kéo này, bậc để chân xịn xò này, dẫm lên cái rung cả xe này. Và đặc biệt là nội thất bên trong, hàng ghế này là toàn bộ là nội thất zin. Nhưng mà nội thất zin nên là trông nó hơi bẩn một chút, các bác thông cảm nhá. Cái này thì sẽ đánh lên, nhưng mà đây là nội thất nguyên bản. Bác nào mà thích đồ nội thất nguyên bản thì cứ con này mà lựa chọn thôi, không có cái gì cần phải suy nghĩ luôn. Đấy, nội thất da nguyên bản và nhìn cái form ghế của nó nhìn cũng đã khác rồi. Form ghế nó khác hoàn toàn so với những cái dòng xe bình thường. Đây các bác nhìn này, form ghế này. Đấy, da này, da bò xịn sò nhá, đây là dòng da cao cấp nguyên bản của người xe đây. Đấy, da bò xịn sò luôn. Và chiếc xe này thì được cái là bệ tựa gối tựa đầu này, nó khác hoàn toàn với cái dòng xe khác các bác nhá. Đấy, khác nguyên bản luôn. Và nếu các bác thích một ghế nằm, các bác chỉ cần rút cái này ra là các bác có một cái chỗ phẳng để cực kỳ nhiều đồ luôn. Nếu mà em cho úp thêm cái hàng ghế thứ hai bên kia vào nữa là ok. Đấy, cực kỳ xịn sò với nội thất ghế da cao cấp zin nguyên. Máy nổ êm thì thầm. Và dòng này thì nói các bác là quá tiết kiệm luôn. Mức tiêu thụ chỉ tầm khoảng 14-15 lít trên 100 cây thôi. Nhiều bác giật mình bảo ôi sao nó lại thế. Các bác tính hộ em thôi. Con xe máy thì 100 cây là hết 2 lít. Đúng rồi, 100 cây là hết. À đâu, 50 cây hết 2 lít xăng. Đúng rồi, đúng rồi, 50 cây hết 2 lít xăng. Đấy, còn đây chiếc xe của em là 100 cây là hết 14 lít xăng, gấp 3 lần. Vâng, thì con kia của các bác là 4 lít trên 100 cây. À, 2 lít trên 100 cây chứ. Vâng, thì gấp 5 lần. Thế nhưng mà xe máy chở được 2 người, còn đây 7 người cơ. Vâng, gầm cao. Đấy, giá xịn sò. Đấy các bác nhìn này, form rất là nam tính luôn nhá, trẻ trung này. Đấy, toàn bộ đèn của xe thì cái này là đèn nó theo thời gian 5 tháng nhưng mà vẫn còn ok. Đèn độ lên đèn led rồi. Đấy, đèn độ này, led luôn. Đấy, đèn này trong vắt luôn. Và đây là kính nhá các bác nhá, chất liệu là kính, hàng zin zin. Đấy, hàng zin, và lại có cả gọi là rửa đèn tự động, nhưng mà thực sự là cái này không dùng đến. Vâng, hai cái đèn bi, đấy, trợ sáng cho xe, trông nhỏ nhỏ này thôi nhưng rất có võ các bác nhá.
Đấy, toàn cái mặt ca lăng của xe đây. Đấy, mặt ca lăng logo V6 à. Còn ngon nguyên. Đấy, đèn gầm cản trước này. Cái này thì là một chiếc xe gầm cao rồi. Chiều cao từ dưới lên cái mặt gầm này là của nó lên 60 phân nhá. Nên là các bác có thể là đi vào những cái chỗ lầy lội sình bùn khoảng tầm 6-70 phân thoải mái. Và tôn cabo thì dày. Đấy, tôn cabo chắc dày luôn. Đấy, có gân cabo còn nguyên và khe cabo này. Đấy, còn nguyên căng nhá. Xe thì đảm bảo cho bác là không có đâm đụng. Đấy, ngon lành cành đào. Biển số thì em để đi rồi. Các bác có thể check tra thoải mái. Lốp Deadstone. Đấy, lốp của Park ra. Và cái lốp này của nó là 24. Ôi, thật không? Đây 24 này này. Còn nguyên nhá. Lốp còn dày này. Nói chung là xe đi ít các bác ạ. Chạy theo công tơ mét là được 29 vạn. Đấy, 29 vạn. Nói chung là tầm này xe này thì thế là ok rồi. Nhưng mà được cái là nội thất của nó còn zin. Nội thất ghế cơ. Đấy, còn zin nguyên nhá. Hồi xưa thì những cái đời này người ta không có ghế điện đâu. Mãi đến 2010-2011 nó bắt đầu mới có ghế điện cơ. Còn đây là một chiếc xe bản thể thao địa hình. Có gương điều chỉnh điện này. Xem hoạt động không? Ồ, vẫn hoạt động bình thường các bác ạ. Thế mới sợ chứ. Đấy, cần số vẫn còn nguyên mới nhá. Cần số này. Và thanh cái cần tay cầu này của nó vẫn còn nguyên. Đấy, và em này là cầu cầu cơ nhá các bác ạ. Đấy, và em này thì vô lăng túi khí là không có nhá. Cái dòng thể thao này thì thời xưa là người ta không có túi khí đâu. Vâng, không các bác lại bảo cứ phải có túi khí thì chết rồi em. Xe có sao bắn vậy. Kính điện 4 cánh nhá, hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, em nổ luôn. Vừa nãy là bị tắt máy. Vâng, đấy, kính điện 4 cánh hoạt động rất là nhanh chóng và trơn tru luôn. Đấy các bác ạ. Đấy, động cơ máy hoạt động hoàn toàn bình thường nhá. Và không có lỗi lầm. Em này thì được cái là dòng xe cao cấp rồi. Vâng, B45 là cái dòng xe đó, không phải là gọi là dòng xe ít tiền. Nên là cái chất của xe người ta làm rất là cẩn thận luôn. Từ tôn vỏ à. Đấy, tôn dày. Nhưng mà không có bả tỉa gì cả. Tappy còn sạch đẹp luôn. Và kính điện lên xuống rất là nhanh. Mặc dù đã nhiều năm rồi nhưng mà kính điện lên xuống rất là ok luôn. Điều hòa cửa gió vùng sau thì điều chỉnh ở đây. Nhưng mà lại cửa gió ở phía bên trên. Nên là những người ngồi ở hàng giữa hay là hàng đằng sau thì rất là mát nhá. Mà nó gọi là mát từ trên đầu xuống. Đấy, vẫn còn rất là đẹp và tươi. Đấy, sạch sẽ, nội thất ghế da của xe nó còn căng đét luôn. Tuy nhiên là cái lốp sau này thì hơi già một chút. Lốp Maxxis à, hơi già một chút. Lốp này, đấy các bác nhìn nhá. La răng. Và đây, phần sắt xi của nó này vẫn còn ngon nguyên. Đấy, sắt xi còn đẹp nhá. Em này thì được cái là tôn vỏ rất dày các bác ạ. Vâng. Dòng xe Parezo. Úi giời. Đây các bác này. Bậc bước rất là chắc chắn với ốp chrome. Đấy, còn gần như mới nhá. Và các cái ốp bản lề đây. Đấy, ốp bản lề đây. Nói chung là theo thời gian 5 tháng thì không tránh khỏi những cái khiếm khuyết. Nhưng mà đấy, em vừa mới lấy về xong. Bác chủ cái để gara hơi lâu rồi. Dọn dẹp lên tí nữa thì nói là các bác là bóng lộn luôn. Con này chỉ mất thêm vài trăm tiền dọn dẹp nữa là thôi, ok luôn đấy ạ. Đấy, xem là cái này còn không nhá. Ai chả mất hết rồi. Thôi cái này không vấn đề gì, sẽ bổ sung sau. Đấy, còn các cái phần chỉ keo này là nguyên này. Đấy, được cái là gầm sắt của xe thì ối rồi ôi, các bác nhìn này. Đấy, gầm nó còn đẹp như thế này em. Rất đẹp. Đấy, có cả cái nắp chắn bình xăng cũng như là cái gầm cầu dưới này. Đấy, một chiếc xe dẫn động cầu sau. Ngon lành, êm mượt và không hề lỗi lầm nhá. Đấy, đóng mở nhẹ nhàng, lốp treo này. Đấy. Dàn lốp treo đây. Có la răng đúc luôn. Đấy, đầy đủ bản lề này, còn nét luôn này. Và đèn hậu của xe thì vẫn còn tương đối là mới nhá, rõ ràng nhìn thấy ngay. Đấy. Vâng. Với cái tầm tiền loanh quanh khoảng 2 đồng gọi là sự lựa chọn Parezo. Với những cái bác nào mà thích cái dòng xe to cao hầm hố 7 chỗ ngồi thì đây là một cái sự lựa chọn không thể bỏ qua các bác ạ. Vâng, xe vừa ngon, máy vừa lành vừa chất. Mà nói chung là 3.000 đồng trên một cây thì nó cũng là một cái mức tiêu thụ xứng đáng. Với một chiếc xe 7 chỗ mà thích đi ra đường trường ấy ạ. Chạy nó thoát ga đi nó sướng, không bị yếu như những cái dòng Moling i10. Mà Moling i10 thì các bác cũng chỉ chở được cùng lắm là 5 người. Còn xe này có thể 7-8 người ok. Không ảnh hưởng gì đến gọi là hòa bình thế giới, không bị các bác công an hỏi thăm. Mà mình đi cái dòng này nó đã gầm cao, đi sướng, rộng rãi, tiện nghi. Đấy, điều hòa mát lạnh và các cái chức năng của xe là hoạt động hoàn toàn bình thường.
Em này thì có cả cái màn hình Android rồi. Đấy, tuy nhiên là thiếu cam hành trình. Cái này thì sẽ bổ sung, nói chung là không vấn đề gì cả. Đấy, chất xe thì cứng đét luôn nhá. Và tổng thể xe cũng là một chiếc xe tương đối là ngon. Đấy. Từ kiểu dáng cho đến về chất của xe, với một chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản. Gầm của con này thì đây, các bác nhìn gầm này. Đấy, gầm nó sáng như thế này em ơi. Gầm sáng như bê tông luôn. Đấy, các bác nhìn ạ, gầm như mới luôn nhá. Đấy. Còn động cơ em này thì là V6 3.0. À 3.5 xin lỗi các bác. V6 3.5 thì mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe rơi vào tầm khoảng 14 lít trên 100 cây. Máy tương đối là êm. Đấy, máy Mitsubishi cam 24 van. Máy rất là êm luôn. Và máy V6 chia đều, sạch sẽ, ngon lành, êm ái, mượt mà. Đấy, các bác nhìn ạ, chất máy nhìn nó khô ráo như thế này mà. Và cái dòng này thì nó ra tương đối là khỏe. Và máy thì tương đối là êm. Đấy, đầu răng các thứ của xe đó nó còn nguyên nguyên. Và xe là không có đâm đụng nhá. Không đâm đụng, không ngập nước, không tai nạn. Đấy, các bác có thể nhìn ạ. Vâng. Kể cả tấm nỉ của xe là còn nguyên này. Đấy, tấm nỉ chống nhiệt của xe là còn nguyên. Hốc hút gió đây. Đấy, hốc hút gió đây. Và phần nỉ cách âm chống ồn ở phía khoang máy đây vẫn còn nguyên đấy các bác nhá. À, nói chung với cái tầm tiền loanh quanh khoảng 2 đồng thì đây là một sự lựa chọn rất là đáng kể để cho các bác có một chiếc xe V45, một chiếc xe form kịch của cái dòng Mitsubishi Pajero, cũng là một chiếc xe rất là đẹp. Đấy, thể thao, trang nhã. Đấy, và giá tiền thì rất là phù hợp. Và rất vui khi được các bác có những chiếc xe tuyệt vời tại Fuji Auto, chuyên các cái dòng xe khù khoằm lằng nhằng. Đây thì đúng là khù khoằm lằng nhằng thật rồi. Và cũng là một chiếc xe mà giá rẻ cho các bác. Trước con này mua mới hơn tỷ đấy các bác ạ. Vâng, nói chung là xe của những người có tiền. Và bây giờ thì dành cho những người yêu đam mê. Cơ hội dành cho những người yêu đam mê với cái giá đó các bác là rẻ như Morning E10 luôn. Vâng, rất vui, cảm ơn các bác nhé. Và nhớ đừng quên follow kênh cũng như là đăng ký kênh để mình có được những chiếc xe tuyệt vời nhất tại Fuji Auto, chuyên các cái dòng xe giá rẻ, thể thao, địa hình cho tất cả mọi nhà. Xin trân trọng cảm ơn. Fuji Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.